Thầy cô dâu chú rể trở về với cổng chính của tình yêu. Lần nữa xin mời quý vị hãy cùng gương mắt về trung tâm sân khấu và nhìn tay để lắng nghe những cái giai điệu du dừa ấn tượng mà anh em ban nhạc sẽ gửi đến cho quý vị bằng khúc hòa tấu. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.